Mình xin chào tất cả các bạn. Thì ngày mới thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe và sau thì cũng thành công trong công việc của mình. Thì bữa nay thì mình cũng tiến hành là mình ban cái nền đó. Cái qua nay thì mình cũng sửa bờ cũng sắp hoàn thành rồi. Thì sáng ngày cái mình lại đây cái mình chia sẻ về mấy cái bờ của mình. Ở chỗ góc bờ đó mình làm cho nó gò hơn là do cũng có nguyên nhân của nó. Do mình đất mình làm nè, cái mình dư đất mình cuốn đi á. Cái đất nó mềm quá cái nó bị giống như là nó mất cái chân á các bạn. Cái mình làm mà cho nó sâu quá cái mình nước nó nông vô cái nó bị sạt. Nên mình làm cho nó cặp cái chân bờ mình làm cho nó gò gò lên vậy á. Đất mới làm hôm qua mà này nó cũng chút dốt. Chỗ góc bờ này thì ảnh cắt cái chồi để ảnh giữ tôm. Độ cao này thì mình làm cũng vừa chứ không có cao gì cho mấy. Tại ao mình làm sâu á. Thì do cái đất của anh chú đất thì có bể lớn vậy thôi. Mình thì mình không có làm sâu, mình đâu có đủ đất để mình đi lên trên kia. Thì lúc đầu thì anh nói với mình thì anh đào xuống cả 2 mét luôn á. Nhưng mà mình đào xuống chỉ có 1 mét 2 thôi. Thì miếng đất này thì diện tích của nó thì là 2 công. Chỗ này thì mình đặt cái bọng qua bên đây. Mà trong này có đường nước nè, bên đây thì mình qua bên đây luôn. Ở trong đây thì có cái anh bạn cũng ở gần gần đây nè, anh cũng nhờ mình vô múc mà nó cái đường nước trong kia. Thì đây là cái đường đi qua nè. Làm những tiếng mấy 2 tiếng. Thì cái bờ này thì mình chừa đất cả này thì đủ đất để mình làm cái bờ rồi. Bờ này thì mình làm cũng thấp luôn chứ không có cao. Chứ mình đeo bằng cái bờ bên đây luôn này đất miếng đất nhìn kỳ lắm. Tại mình làm bằng mấy bên kia vậy đó. Ngay chỗ cái vị trí của cái xe mình đang đứng là một cái clip á. Còn ở bên phải và bên trái mình là mương không à. Nên là mình phá cái mặt bằng này thì mình phá nó cũng xấu chứ không có đẹp. Do mình chòm ra mình phá đại vậy đó. Chứ mình không có bò ra ngoài kia. Tại ngoài kia là nguyên cái đường mương sâu như giờ sâu lắm. Thì hôm qua mình cũng phá tới tổng rồi nhưng mà mình đợi anh chú đất này anh buổi sáng anh dạy buổi chiều không à. Buổi sáng cái anh cuốn dây điện này đó. Cái mình vô tổng mình phá tổng. Hôm qua mới thay công dây Goro nên chạy cũng an tâm. Chạy cái vững liền. Sáng ngày mình thăm nước máy, nhấc máy cái mình tiến hành mình nổ máy mình làm. Nước mà mình chạy mà nó sáng ngày mà nó còn vậy rồi thì mình cũng mừng ha. Do chạy vậy chứng tỏ cái máy mình chạy là nó mát máy á. Nó mới còn nước như vậy. Còn nếu mà máy mà nóng quá nó chạy cái nó bị sốc nước á. Nước giật nước dữ dữ lắm. Thì mình tính mình ban từ đẳng lên mà mặt bằng nó vậy được rồi. Cái đoạn này thì mình tính cho ảnh thổi bùn vô á. Đặng cho nhẹ cái thời gian truyền vô. Thì ảnh nói làm vậy kỳ lắm em ơi. Giờ thôi em chịu khó em dời vô hết luôn cho anh luôn đi em. Giờ mình làm ở trong đây cho nó cao luôn đi em. Rồi cái ở ngoài kia mình làm thấp thấp cũng được nữa. Tại vì anh thì anh sợ mưa nó đổ vô nhà anh. Nên mình dời cái này lần quần cái này là mình mất hết ngày nay nữa đó. Bởi miếng đất có 2 công đất mà nay gần 10 ngày rồi. Làm cái gì cũng phải phát sinh hết các bạn. Ví dụ như mình mà mình đi rồi thì ảnh cũng muốn dời cho cao lên thì cũng khó nữa. Tại vì khi mà làm rồi thì sau này thì xe nó cũng không có đường vô. Tại vì cậu Sáu mà kia cậu chỉ bạc bờ ngoài kia rồi thì đâu có đường đâu mà xe vô đây làm được nữa.
nên thì anh làm lần này thì anh xài giống như xài hoài luôn á, là anh không có xe vô sửa được nữa. Giờ mình giờ từ vô ngoài mình hạ thấp độ cao nữa, mình cuốn vô nữa. Đất này giống như nó dẻo dẻo á, rồi giờ nó dính gào nữa, làm nó lâu hơn mấy miếng đất của cậu Sáu. Đất cậu Sáu khô, rồi mình giờ nó cũng lẹ nữa. Thời gào thì nó đủ con gào á, còn đất này nó dẻo dẻo, mình giờ gào thì nó dính hết hết 2% vô trong cái gào rồi. Nên làm nó thấy nó lâu. Tính ra từ cái đầu bờ kia mình đem đất lên tới trên đây thì theo mình đoán cái chiều xa của nó thì khoảng 150 mét, cũng ngắn chứ không có xa. Vừa xong này thì chắc khoảng không bao lâu nữa thì trời đổ mưa rồi, thì ảnh găm cỏ cái có cỏ cho bò ăn liền, cũng tiện ha. Chiền ở trong lần này nó chắc tổng đủ đất rồi, do đất nó nhão quá, cái mình chiền, nếu như mình chiền một lần nhiều đất quá, cái đất nó bát qua anh mương bánh trơn, giống như nó trào lên á thì nó qua anh mương bánh, nên mình chiền dở lớp chừng hai tấc mình cuốn liên tránh vậy. Ở mé bên đó anh chủ đất chắc anh đốt cho trống trống ra, mai sẽ anh bỏ bẩn cho mình múc đường mương cho anh quá. Này cậu Sáu chỉ bạc xong hết 4 ao rồi. Tới ba cậu Sáu nữa, tới bốn người làm rồi. Bởi nó lẹ. Cái này chưa đâu, cậu Sáu bữa lấy nước vô á. Rồi mấy anh đó xuống mới lấy cái cuốc đó, bàn hết lắp cho nó bằng phẳng hết. Rồi phía trên này nè, cái mình tưới nước, cái mình đạp xuống cho nó dẻ xuống.
làm cái này cũng quy trình cũng công phu lắm, tại đầu tư 100 triệu xuống mà. Thì cái nền này chắc nó cũng thiếu chút đỉnh đất rồi, mình ra ngoài mình gom thêm mớ đất đem vô nữa. Anh chú đất anh nói em ơi thì em cứ chèn đại vô đi em, anh thấy làm cái nền này anh thoái quá, mà bây giờ mình sợ nó ảnh hao giờ á, mình mới than với ảnh nó anh ơi làm về chèn vô hoài là lâu giờ quá anh. Anh nói đâu có sao đâu em làm đại đi. Nói chung là miếng đất có bể lớn vậy mà làm hao giờ quá mình cũng lo cho ảnh chút chứ mà. Quá trời cái đất cái hầm này nó sâu, mình chèn đất tính ra biết nhiêu đất vô đây mất tiêu hết trơn. Vô đó mình thả có cái mẫu sẵn rồi, giờ mình cứ gom đất mình đùa vô thì thiếu nhiêu mình tính tiếp. Đấy, rồi cái em móc để lên rồi em đưa gào vô cho nó bằng. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi để lại cho mấy trong chạy đi rồi tới mình làm cái chuyện đó. Dạ. Rồi. Để mình giải thích lại câu nói của ảnh. Ảnh nói chỉ mình hiểu thôi. Trong mấy cái cây cột mà mình nhổ qua cái hàng rào á, ảnh nói khi nào tới gốc đó cái em bưng mấy cái cột em để ngoài cái chỗ mà mình thả vậy nè, cái mình thả chỗ đó cho nó đẹp giùm ảnh, ý anh nói vậy. Rồi xong rồi để nữa cái anh cầm lại cho. Anh này thì anh làm thầy giáo mà, bởi anh kỹ lắm, anh là người dẫn dắt mấy cháu nhỏ mà tính ảnh vậy thì ảnh mới dạy người ta được chứ thầy giáo mà nhiều đôi lúc mà không có kỹ càng gì thì sao mà dẫn dắt đường đời được hả các bạn. Sẵn đây thì mình cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Chuyện này mình cũng mới biết các bạn. Thì mợ Sáu là vợ của cậu Sáu mình đang làm nè, với lại nhà của anh thầy giáo này cặp ranh. Thì vợ của anh thầy giáo này mới qua mới tâm sự với lại mợ Sáu, mới nói em thủ miếng đất này là 70 triệu á chị Sáu, không biết Khánh làm đủ không nữa. Mà mình nói các bạn nghe thì 70 triệu là tính ra gần 200 giờ các bạn, mà hôm rày mình làm chưa được 100 giờ thì mình làm hết cái miếng đất này luôn chắc nếu hết luôn á thì bình quân hôm rày không biết ngày thứ mấy mình quên rồi, mà bình quân ngày thì mình chạy 9 tiếng thì chắc hôm rày chắc vòng chắc chừng 100 giờ thì còn cái này chắc chừng 20-30 tiếng nữa xong rồi. Tính ra anh thầy giáo này anh lo các bạn thấy làm người ta lo thì mình cũng vui hả các bạn. Vô làm mà chủ đất người ta lo vậy mình chạy mình cũng khỏe hơn mình nữa. Bởi lúc nào anh làm anh nói em ơi làm đẹp đi em ơi, làm đại đi em, mình đang mệt mà anh nói cái mình thấy khỏe hơn mình liền. Nhiều khi người ta làm mà ta không ngán giờ các bạn. Nhưng mà trái ngược lại thì mình sợ người ta ngán giờ, mình chạy là mình cứ lo người ta hao giờ không à. Mà cái này thì anh lo còn hơn mình nữa. Mình nói vậy đó cho nó qua cái cơn mệt của mình vậy đó. Thì mình nghĩ các bạn thì cũng như mình trong gia đình mình vậy thôi. Mình muốn chia sẻ cái niềm vui của mình cho các bạn biết vậy thôi.
giờ thì cũng chiều rồi, cái này mình thấy cũng còn thiếu phân mớ đất nữa. Chắc là mai là sáng thì mình tính không có gọt cái bờ đó nữa, nhưng mà mai chắc phải gọt vô một chút nữa ăn cho nó đủ đất, với lại mình gọt cái bờ này cho nó nhỏ một chút nữa, nó gom lên nó mới đủ được. Bờ này ranh ảnh tới trụ rồi, quá thì mình gọt vô một chút gì nữa nè, lấy mớ đất nữa đặng cho nó đủ đất luôn. Thì thôi mình cũng xin tạm dừng ở đây, mình cũng xin hẹn gặp tất cả các bạn vào ngày mai. Mình xin chào tất cả các bạn.